Rất vui gặp lại quý khán giả trong tiết mục Chung tay làm du lịch nông nghiệp được phát sóng định kỳ vào thứ tư hàng tuần trên sóng HGTV. Chủ đề của kỳ này là ẩm thực, một trong những yếu tố quan trọng hàng đầu để hấp dẫn du khách. Khi có cơ hội thưởng thức các món ăn mới lạ và hấp dẫn trong chuyến đi của mình, du khách sẵn sàng đón nhận. Bởi lẽ đó là một trong những hoạt động trải nghiệm thú vị gắn với tâm lý và sinh hoạt hàng ngày của mỗi con người. Và trên thế giới có rất nhiều quốc gia phát triển du lịch nhờ vào ẩm thực. Du lịch là đi để trải nghiệm, vui chơi hoặc nghỉ dưỡng. Có nhiều yếu tố thu hút khách du lịch như cảnh đẹp thiên nhiên, sự kiện tâm linh hoặc các giá trị văn hóa độc đáo. Dù bất cứ hình thức và mục đích nào, thì trong chuyến du lịch, du khách luôn có nhu cầu thưởng thức các món ăn ở nơi mình đến. Trên thế giới có rất nhiều quốc gia đã rất thành công về du lịch nhờ ẩm thực và tạo nên thương hiệu cho du lịch ẩm thực như Hồng Kông, Trung Quốc, Pháp, Mexico. Ở Hồng Kông, du lịch được coi là một trong những trụ cột kinh tế. Hồng Kông, Trung Quốc sở hữu một mạng lưới rộng lớn với gần 100.000 nhà hàng và cửa hàng bán đồ ăn thức uống. Những cơ sở này cung cấp đa dạng các món ăn truyền thống cả địa phương và quốc tế. Cơ quan xúc tiến du lịch Hồng Kông đã xác định ẩm thực là một trong những lợi thế cạnh tranh chủ yếu. Ẩm thực góp phần gia tăng đáng kể giá trị cho chuyến du lịch cũng như là tạo dựng hình ảnh tốt đẹp về điểm đến. Bởi ẩm thực ẩn chứa những giá trị văn hóa phi vật thể cốt lõi của từng địa phương và thông qua việc thưởng thức món ăn, du khách có thể khám phá, cảm nhận rõ nét bản sắc văn hóa chính thống của người dân địa phương, tạo dấu ấn khác biệt của từng vùng miền hoặc là giữa quốc gia này với quốc gia khác. Điều này giúp chúng ta dễ dàng khắc sâu vào tâm trí của du khách. Dù đã từng hay chưa được trải nghiệm cũng khiến họ phải quan tâm tìm hiểu và lưu giữ được những cảm nhận ban đầu khó quên về điểm đến du lịch. Khi nhắc tới các địa điểm du lịch nổi tiếng ở Việt Nam cũng gắn liền với nhiều món ăn hấp dẫn du khách. Tại tuần lễ APEC 2017, Thủ tướng Australia Malcolm Turnbull đã đi bộ thưởng thức ổ bánh mì kẹp thịt ngay trên đường phố Đà Nẵng. Ông chia sẻ, đây là lần đầu tiên dùng bánh mì kẹp thịt của Việt Nam. Ông thực sự yêu thích vị tươi mới trong các món ăn Việt. Hoặc trước đó, trong chuyến thăm Việt Nam năm 2016, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã dành 20 phút quý giá thưởng thức món bún chả Hà Nội để nếm được cái giá trị truyền thống của món ăn Việt Nam. Ngoài ổ bánh mì Đà Nẵng, bún chả Hà Nội, thì tô hủ tiếu ở chợ nổi Cái Răng, Cần Thơ cũng đã hớp hồn đầu bếp nổi tiếng đến từ Hàn Quốc là Jun Ho Kyun và nó trở thành cái tên đặc biệt xuất hiện trên đài truyền hình EBS nổi tiếng của Hàn Quốc. Tô hủ tiếu ở chợ nổi Cái Răng cũng được cả đầu bếp danh giá bậc nhất thế giới Gordon Ramsay tán dương là một trong những món ăn tuyệt vời nhất mà ông từng được ăn. Ramsay phải thốt lên rằng nếu sinh ra ở Việt Nam thì ông chỉ là một đầu bếp tồi. Từ những món ăn độc đáo thu hút được nhiều người nổi tiếng này đã giúp hình ảnh của du lịch Việt Nam quảng bá rộng rãi trên khắp năm châu và ngày càng thu hút được nhiều du khách. Từ những dẫn chứng trên, có thể nhận thấy, ngoài yếu tố tạo sức hấp dẫn thu hút du khách, ẩm thực còn để lại một ấn tượng tốt đẹp để du khách nhớ tới nơi mình tới và thèm những món ăn để tới lần sau. Đặc biệt, đây còn là một kênh quảng bá rất hữu hiệu để thu hút du khách muốn tìm tới trải nghiệm. Một điều quan trọng nữa là các dịch vụ này có thể xuất khẩu tại chỗ và làm gia tăng giá trị của các sản phẩm nông nghiệp, chăn nuôi, thủy hải sản và công nghiệp chế biến thực phẩm. Theo kết quả nghiên cứu của nhiều quốc gia trên thế giới, thì dịch vụ phục vụ ăn uống làm gia tăng giá trị của nông sản lên tới 300% và thu được lợi nhuận từ 40 đến 50% trong tổng doanh thu. Kinh doanh dịch vụ phục vụ ăn uống không chỉ đem lại lợi nhuận cao, tạo thị trường và gia tăng giá trị cho các sản phẩm nông nghiệp, mà còn là phương pháp quảng bá về hình ảnh du lịch rất quan trọng. Vậy, những nét ẩm thực hiện tại của du lịch Hậu Giang ra sao? Qua 4 năm thực hiện nghị quyết 09 của tỉnh ủy, du lịch Hậu Giang từng bước chuyển mình. Lượng khách du lịch đến Hậu Giang từ 40.867 lượt năm 2014 tăng lên 420.000 lượt trong năm rồi. Một số dự án du lịch được đầu tư điển hình như khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng Phú Hữu, địa điểm cây di sản Việt Nam cây Lộc Vừng, khu du lịch sinh thái Lung Ngọc Hoàng, thiền viện Trúc Lâm, vùng khóm Cầu Đúc, chợ nổi Ngã Bảy. Tuy nhiên, có một thực tế cần nhìn nhận là tỷ trọng du lịch Hậu Giang ở mức thấp, không nổi trội, mờ nhạt trong du lịch vùng, chưa có sản phẩm du lịch đặc thù. Trong nhiều điểm yếu trên thì việc xây dựng thương hiệu ẩm thực cho du lịch tỉnh Hậu Giang cũng chưa có nét nổi bật.
là địa phương có nhiều món ăn mang đặc thù hương vị riêng như bưởi Nam Roi, khóm Cầu Đúc, cá thác lát và lượng cá đồng tự nhiên phong phú. Nhưng tất cả các sản phẩm ẩm thực du lịch của Hậu Giang vẫn chưa tạo được điểm nhấn đủ mạnh để níu chân du khách. Vườn dâu Thiên Ân ở thị xã Ngã Bảy là địa điểm thu hút nhiều lượt khách trong và ngoài tỉnh tới Ngã Bảy những năm qua. Nhưng mỗi năm địa điểm này chỉ hoạt động được trong vài tháng khi cây dâu có trái. Còn lại khoảng 2/3 thời gian trong năm thì gần như vắng khách vì chưa có sản phẩm phụ hoặc liên kết để thu hút khách lâu dài. Dùng khóm Cầu Đúc với hương vị trái khóm được xem là thơm ngon nhất dùng. Tại đây, một số dự án du lịch nông nghiệp cũng được thực hiện nhưng chưa thành công. Một trong những yếu tố chính là còn lúng túng và chưa biết xây dựng sản phẩm du lịch ẩm thực cho riêng mình. Khách đến đây là họ nhìn nhận bị trùng lắp những khu vực khác và những cái trò chơi nhân gian này kia nó gần giống nhau. Không biết cái cách của người ta ăn uống làm sao, rồi người ta vui chơi làm sao, mình đâu có hiểu, không biết được thì mình sợ. Nguyên năm thì ở đây bản năng mình làm không được, tại vì mình mới muốn làm vậy thì mình phải liên kết với tất cả những mọi người làm cùng chung làm du lịch miệt vườn giống như mình thì mình có thể mình mới đáp ứng nhu cầu được. Còn một mình ở mình thì mình không thể nào mình đáp ứng được. Thiếu liên kết để xây dựng những chuỗi du lịch kết hợp ẩm thực phục vụ du khách hoặc có nguyên liệu nhưng không biết cách chế biến phục vụ cho du khách ở những vùng miền khác nhau là cái khó rất thực tế và cụ thể mà nhiều người nông dân có tâm huyết làm du lịch nông nghiệp ở Hậu Giang đang gặp phải. Vậy phải làm ẩm thực như thế nào để thu hút được du khách? Ngay sau đây là những chia sẻ của một nơi rất thành công trong du lịch sinh thái, du lịch nông nghiệp ở đồng bằng sông Cửu Long hiện nay. Đó là làng du lịch Mỹ Khánh, huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ. Làng du lịch Mỹ Khánh ở huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ hình thành năm 1996 với vỏn vẹn 3 hectare vườn. Từ các sản phẩm nông nghiệp là trái cây, tới nay làng du lịch Mỹ Khánh đã mở rộng lên 44 hectare và trở thành một trong những điểm du lịch hấp dẫn hàng đầu khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Mỗi năm thu hút từ 300 cho tới 400 ngàn lượt khách trong và ngoài nước, tăng trung bình từ 30 đến 40% mỗi năm. Ngoài những lợi thế về vẻ đẹp sông nước miệt vườn, vị trí gần thành phố Cần Thơ và chợ nổi Cái Răng, thì các món ăn nơi đây cũng đóng vai trò rất quan trọng để thu hút và níu chân thực khách. Theo anh thì sự phong phú của các món ăn sẽ góp phần như thế nào trong việc mà làm du lịch của đồng bằng sông Cửu Long nói chung và Mỹ Khánh nói riêng ạ? Cái người dân mà làm du lịch của mình á là lúc nào cũng quan tâm đến những cái cách hưởng thụ của khách, mà hưởng thụ của khách là gì? Là món ăn ngon. Đó, từ đó mà chúng ta phải nghiên cứu hoài những món ăn. Như làng du lịch Mỹ Khánh chúng tôi á thì lúc nào cũng nghiên cứu các món ăn mà đặc sản đồng quê, gặt đồng quê luôn. Ta nhớ tới Mỹ Khánh thì ta nhớ tới cái món đồng quê thì nó cái lượng khách nó càng ngày nó tăng cân dưỡng thêm. Ngoài cái yếu tố ngon và hấp dẫn ra thì cái nhu cầu về vệ sinh an toàn thực phẩm của mình là như thế nào? Chúng tôi có những cái đầu mối mà để mua nguyên liệu này là cung cấp hàng ngày, chúng ta không được lấy nhiều, mình không có dự trữ lâu ở trong cái tủ đông của mình hay gì đó, cho nên là phải đảm bảo an toàn thực phẩm. Đối với những thực khách ở các vùng miền khác nhau, Bắc, Trung, Nam và khách nước ngoài, thì cái cách chế biến món ăn mình có sự thay đổi như thế nào? Việt Nam mình là có 3 miền, thì mỗi một miền thì mỗi một hưởng thụ, mỗi một món là khác nhau, cũng như gia vị khác nhau. Như miền Bắc thì ăn một ngọt nhưng không ăn đường. Còn miền Trung thì ăn ít đường, hơi mặn một chút. Miền Nam thì vừa ăn đậm đà một chút. Khách nước ngoài đã rất là quan điểm. Đi đến vùng miền nào thì người ta sẽ thưởng thức cái vùng miền đó. Rồi thứ hai nữa là ngoài cái việc mà chế biến còn phải là trang trí đẹp, có đẹp mắt. Cái thứ ba là cái cách phục vụ. Cách phục vụ mình nó tốt thì cái người ta ăn nó cũng thấy ngon. Món ăn không chỉ để ngon mà còn giúp du khách biết thêm về vùng đất, con người, những giá trị văn hóa và nét truyền thống lịch sử của nơi mình tới, đó là ẩm thực trong du lịch. Như nồi lẩu mắm mà ông Phạm Minh Sáng xây dựng cho khu du lịch của mình. Trong đó phần lớn là các loại rau đồng mang nét đặc trưng của vùng Nam Bộ, như bông điên điển của mùa nước nổi, cọng bông súng đồng mọc ở phía sau vườn và những con cá đồng là sản vật của quê hương có được. Với nhiều nguồn nguyên liệu là cây trái, tôm cá đặc trưng của vùng miền, trong đó phần lớn được thu mua từ tỉnh Hậu Giang,
nhưng qua bàn tay chế biến và sự am tường thị hiếu, những món ăn này đã chinh phục và đi vào lòng du khách. Thưa quý khán giả, theo báo cáo toàn cầu về du lịch ẩm thực của Tổ chức Du lịch Thế giới, trung bình 1/3 chi tiêu của khách du lịch được dành cho ẩm thực. Điều này chỉ ra rằng ẩm thực là một phần trải nghiệm của khách du lịch. Tuy nhiên, không phải tất cả khách du lịch chỉ đến đó để thưởng thức những đồ ăn ngon. Đó là cách chúng ta hòa mình vào nền văn hóa và di sản của một khu vực, tạo ra những kỷ niệm không thể quên theo một cách hoàn toàn khác biệt. Trong xu thế phát triển hiện nay, thì ngày càng nhiều người dân ở thành phố mong muốn được trở về với vùng nông thôn để tận hưởng làn gió mát trên những cánh đồng, được lội chân xuống bùn, tự tay bắt những con cá rồi đem lên nướng trui để tìm trở về những ngày thơ ấu. Và nhiều du khách cũng muốn dạy cho con cháu của họ biết cách làm ra một hạt lúa, củ khoai hoặc biết cái cảm giác trông chờ tới tháng 7, tháng 8 âm lịch khi nước tràn đồng để được nếm hương vị của một bữa cơm với con cá linh non kho lạc chấm bông điên điển. Quả thật, du lịch nông nghiệp là một tiềm năng mới đầy hứa hẹn đối với tỉnh Hậu Giang và khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Nhưng để làm du lịch thành công thì rất cần chú trọng tới khâu ẩm thực. Mong rằng những chia sẻ ngày hôm nay sẽ giúp quý khán giả có thêm góc nhìn mới để làm du lịch nông nghiệp thành công. Chương trình Chung tay làm du lịch nông nghiệp kỳ này đến đây tạm dừng. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chương trình kỳ sau.